Xin chào, chào mừng bạn đến với kênh YouTube thầy giáo Tin. Trong video này, chúng mình cùng tìm hiểu về cách lập trình Scratch cơ bản nhé. Các bạn sẽ được học bộ môn này trong chương trình tin học từ lớp 3. Hãy ấn nút subscribe và like video này nhé. Đầu tiên các bạn truy cập vào địa chỉ scratch.mit.edu như trên hình. Hãy đăng ký một tài khoản miễn phí để có thể lưu các dự án của bạn trên trang web này nhé. Chú ý, tài khoản các bạn nên xác thực địa chỉ thư điện tử để có thể chia sẻ các dự án với cộng đồng Scratcher. Tiếp theo hãy nhấn nút Create để bắt đầu một dự án mới. Đây là màn hình mà các bạn có thể bắt đầu lập trình được rồi. Bên tay trái là các khối lệnh để điều khiển và viết kịch bản cho nhân vật. Các bạn có thể kéo thả các lệnh này vào khung lệnh ở chính giữa. Scratch có hỗ trợ đa ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt. Hãy nhấn nút quả cầu để đổi ngôn ngữ mà bạn muốn. Nhân vật chính của Scratch là chú mèo màu cam bên tay phải. Con mèo sẽ di chuyển hoặc làm việc dựa vào những gì mà bạn lập trình. Mọi thứ hoạt động trên một sân khấu hình chữ nhật có chiều rộng là 360 pixel và chiều dài là 240 pixel. Hãy thử một lệnh múc 10 step để biết nhân vật hoạt động như thế nào nhé. Tất cả các kịch bản cho nhân vật đều bắt đầu bởi các sự kiện như bấm lá cờ xanh, khi phím được bấm hoặc khi phông nền được đổi. Hãy thử một kịch bản đơn giản như khi bấm lá cờ xanh thì nhân vật sẽ di chuyển 10 pixel về phía trước. Ngoài nhân vật mèo cách thì trong thư viện Scratch có rất nhiều nhân vật khác có sẵn. Bạn hãy thử tìm hiểu một vài nhân vật trong thư viện này nhé. Bây giờ thầy sẽ viết một kịch bản làm cho nhân vật người sẽ đi bộ nhé. Sau sự kiện lá cờ xanh thầy dùng một vòng lặp forever liên tục để nhân vật thay đổi trạng thái. Trong vòng lặp này nhân vật sẽ chuyển sang trang phục tiếp theo. Nhớ là thêm một lệnh width 0.5 giây để làm chậm quá trình chuyển trang phục lại nhé. Hãy thử xem sao. Sau khi lập trình xong dự án bạn hãy ấn xe để chia sẻ dự án này cho các bạn khác cùng xem nhé. Chú ý là tài khoản của bạn phải xác thực địa chỉ thư điện tử thì mới chia sẻ được. Cuối cùng là chúng ta sẽ tải tệp tin SP3 về máy để lưu trữ dự án. Hãy ấn file sau đó chọn xếp to computer. Phần cuối cùng của video này. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn tải chương trình Scratch 3 về máy để lập trình mà không cần phải tạo tài khoản hay sử dụng internet. Điều này khá quan trọng khi các bạn lập trình mà không có kết nối internet ở nhà. Hãy truy cập địa chỉ scratch.mit.edu gạch chéo download giống như hình. Hãy kéo xuống dưới, chọn hệ điều hành mà máy tính bạn đang sử dụng sau đó ấn nút direct download. Cuối cùng là chạy tệp tin vừa tải về để cài đặt phần mềm Scratch 3 vào máy tính của mình. Bây giờ bạn có thể lập trình ở nhà mà không cần kết nối Internet được rồi. Hãy mở phần mềm Scratch 3 trên máy tính sau đó chọn File. Bấm nút Load from your computer để tải tệp tin dự án SB3 lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thầy Giáo Tin. Chúc các bạn lập trình vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.